Chào bạn, với những người dùng iPhone thì các bạn đã quen với những cái phím ảo như thế này và sẽ giúp các bạn sử dụng điện thoại một cách tốt hơn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu ứng dụng EasyTalk ở trên Android. Thì với ứng dụng này các bạn sẽ ấn vào đây và ngay lập tức thì nó sẽ đưa các bạn đến cái giao diện của cái ứng dụng. Thì ở đây thì sẽ có hai phần, phần menu và phần theme. Trong phần theme này thì các bạn có thể cài đặt hoặc là download những cái theme có trên mạng về. Sao cho cái này nó biến đổi thành những cái màu khác nhau phù hợp với giới tính hay là cá tính của các bạn. Ở trong phần menu này thì các bạn sẽ có từ trên xuống dưới là theme, sau đó là cái phần theme các bạn download, phần setting. Ở trong phần setting này thì các bạn sẽ có không nhiều tùy chỉnh, chỉ có những tùy chỉnh ví dụ như là chạy cái ứng dụng này khi khởi động máy, hoặc là ẩn ứng dụng này khi mà các bạn vào những cái app chẳng hạn, hoặc những chơi game. Ngoài ra trong phần setting, panel setting này thì các bạn sẽ có những cái tùy chỉnh gì. Các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có là ví dụ cài đặt thay đổi những cái vị trí phím mà có trên cái EasyTalk này. Đó, các bạn thấy như này. Thì khi mà các bạn ấn vào thì ngay lập tức thì các bạn sẽ có cái phím ảo các bạn ở đây. Và nó mặc định là màu xanh. Thì với cái phím này các bạn có thể đặt ở bất kỳ cái góc nào trên màn hình của các bạn, sao cho mà nó thuận tiện nhất. Cái ứng dụng này sẽ giúp cho các bạn những việc gì? Thì khi các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái memory. Thì các bạn có thể cái RAM của các bạn nếu mà máy các bạn chạy nhiều ứng dụng, chạy nền quá, hoặc là chụp ảnh màn hình. Ngoài ra thì khi các bạn vuốt sang nhảy thì các bạn cũng có khóa màn hình, trở về giao diện màn hình home, hoặc là mở những cái mà các bạn đã cài đặt đây, cái favorite của các bạn. Thì việc các bạn sử dụng phím home ảo này sẽ giúp cho các bạn tránh được việc sử dụng phím home của máy nhiều, dẫn đến có thể bị liệt phím giống như trên iPhone, cũng như hoặc là sử dụng các phím tăng giảm âm lượng. Ngoài ra thì khi các bạn sử dụng này thì các bạn có thể có những cái tác vụ thoải mái và nhanh hơn, ví dụ như chụp màn hình các bạn, bởi vì không phải cái máy Android nào cũng có những cái chế độ chụp màn hình có sẵn. Ngoài ra là khi mà các bạn thấy cái icon này trên màn hình mà nó quá vương víu thì các bạn có thể kéo cái notification xuống và sẽ thấy ở đây là cái ứng dụng này đang chạy. Sau đó thì các bạn sẽ ấn giữ vào đây. Thì sau khi ấn giữ vào cái biểu tượng icon ở trên màn hình này thì ngay lập tức cái biểu tượng nó sẽ biến mất và nó sẽ di chuyển lên phía trên này. Và nếu mà các bạn muốn xuất hiện lại, các bạn chỉ cần ấn vào đây mà thôi. Bài giới thiệu ứng dụng EasyTalk của mình đây hết. Xin chào, hẹn gặp các bạn. Đây là một cái game mà các bạn sẽ chơi theo kiểu là hướng bóng bằng cái tấm máng. Tuy nhiên là cái tấm đấy thì đã được chuyển thành đầu những cái con thú rất là ngộ nghĩnh. Và đây chúng ta đang lắp vào màn hình game. Đây các bạn thấy là chúng ta lắp vào màn hình game mà để chơi thì các bạn sẽ ấn vào đây.